chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tài chính thị trường của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Trong bản tin hôm nay sẽ có những nội dung nổi bật sau đây. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Lào Cai ước đạt 5,11%. Thị trường đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài. Thị trường đồ Giáng sinh đã nhộn nhịp với nhiều mặt hàng phong phú, đa dạng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo Cục Thống kê Lào Cai, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GDP ước tính quý 4 năm 2023 tăng 6,81%, kéo theo tổng sản phẩm trên địa bàn cả năm 2023 tăng 5,11%. Như vậy, năm 2023, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 3,22%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 1,55%, khu vực dịch vụ tăng 9,27%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,18%. Năm 2023, cơ cấu kinh tế Lào Cai tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp, dịch vụ. Về sản xuất nông nghiệp, các loại cây trồng chủ lực theo nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phát triển mở rộng về quy mô, diện tích và có sự liên kết sản xuất. Các lĩnh vực giao thông vận tải, xây dựng, thương mại, tài chính, ngân hàng, lao động việc làm, trật tự an toàn xã hội duy trì ổn định. Tính đến ngày 4 tháng 12, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 6.692 tỷ đồng, bằng 78,3% dự toán trung ương giao, bằng 55,8% dự toán tỉnh giao, giảm 26,3% so với cùng kỳ. Thị trường bất động sản trầm lắng, ảnh hưởng không nhỏ đến chỉ tiêu thu ngân sách từ sử dụng đất. Đến nay, toàn tỉnh mới chỉ thu được 799 tỷ đồng từ sử dụng đất, chưa bằng 1/3 so với chỉ tiêu giao. Bên cạnh đó, thu từ xuất nhập khẩu cũng giảm mạnh, hiện mới đạt 837 tỷ đồng, bằng trên 35% chỉ tiêu giao. Đối với các khoản thu từ thuế, phí, số thu đạt trên 5.055 tỷ đồng, cũng giảm 11% so với cùng kỳ. Thành phố Lào Cai, huyện Bảo Thắng, Bảo Yên là những địa phương có số thu ngân sách đạt thấp nhất so với dự toán. Với mục tiêu phấn đấu đạt số thu năm 2023 đạt 9.500 tỷ đồng, tăng 11% so với dự toán trung ương giao, bằng 91% dự toán tỉnh giao. Tại cuộc họp thường kỳ tháng 12, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường chỉ đạo yêu cầu các địa phương sớm hoàn thiện phương án giá đất, chủ động tích cực rà soát nguồn thu, đôn đốc các khoản nợ thuế, tăng cường quản lý đối với các lĩnh vực nhà hàng, ăn uống, đẩy mạnh áp dụng hóa đơn điện tử, giải quyết kịp thời các phát sinh liên quan đến thủ tục hải quan, chính sách thuế, tạo điều kiện tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu. Cùng với đó, tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn. Sau nhiều năm mời gọi và thực hiện chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, đến nay Lào Cai đã thu hút được thêm 26 dự án đầu tư mới và nâng cấp nhà máy, cơ sở chế biến trên địa bàn đạt 60% so với mục tiêu đề án giai đoạn 2021-2025. Trong đó, 13 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, 5 dự án đã có văn bản đồng ý nghiên cứu, đề xuất dự án hoặc đồng ý cho phép điều chỉnh quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, 8 dự án đang xin nghiên cứu đầu tư. Tập trung xây dựng các nhà máy, cơ sở đầu tư chế biến sâu các ngành hàng chủ lực của tỉnh. Một số doanh nghiệp đã thực hiện tốt việc liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, như nhà máy chế biến rau quả xuất khẩu Mường Khương, nhà máy chế biến sâu sản phẩm chè xuất khẩu chất lượng cao gắn với vùng nguyên liệu của hợp tác xã chè Mường Khương, nhà máy sản xuất và chế biến quế hữu cơ tại xã Liêm Phú. Từ đó giúp mở rộng các vùng cây trồng chủ lực hàng hóa của tỉnh, đem lại việc làm, thu nhập ổn định cho nông dân. Chuyển sang một số thông tin trong nước. Thời gian qua, diện tích trồng dâu nuôi tằm của Lâm Đồng nói riêng, trong cả nước nói chung, ngày càng tăng, là tín hiệu tích cực cho ngành dâu tằm tơ Việt Nam. Hiện nay, cả nước có 32 tỉnh có nghề trồng dâu nuôi tằm, với diện tích khoảng 13.200 ha dâu, trong đó vùng Tây Nguyên chiếm 77%. Trong giai đoạn 5 năm từ 2018 đến 2022, diện tích trồng dâu tằm của cả nước tăng trưởng 12%, và sản lượng cánh tằm tăng trưởng 19%. Đây là tín hiệu tích cực cho ngành dâu tằm tơ Việt Nam. Về nguồn giống, với giống tằm đa hệ kén vàng và tằm thầu dầu lá sắn, hiện nay Việt Nam hoàn toàn chủ động được nguồn trứng. Tuy nhiên, trứng tằm lưỡng hệ kén trắng Việt Nam mới đáp ứng được khoảng 10% nhu cầu. 90% trứng tằm lưỡng hệ kén trắng đang nhập từ Trung Quốc qua đường tiểu ngạch. Khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa sẽ thay đổi theo thông tư 34 vừa được Bộ Giao thông Vận tải ban hành. Theo đó, nhóm đường bay có khoảng cách dưới 500 km giữ nguyên mức giá trần 1.600.000 đồng một vé một chiều với đường bay phát triển kinh tế xã hội và 1.700.000 đồng một vé một chiều
với nhóm đường bay khác dưới 500 km như hiện nay. Các nhóm đường bay còn lại chịu mức vé tăng giá từ 50.000 đến 250.000 đồng một vé trên một chiều so với quy định cũ, phụ thuộc vào độ dài từng đường bay. Mức giá tối đa đã bao gồm toàn bộ chi phí hành khách phải trả cho một vé máy bay, trừ thuế giá trị gia tăng và các khoản thu hộ cho cảng hàng không. Theo Tổng cục Thống kê, 11 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt gần 620 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, các sản phẩm của ngành nông nghiệp tiếp tục đóng góp ấn tượng là điểm sáng trong hoạt động xuất khẩu cả nước. Riêng cà phê đã xuất khẩu xấp xỉ 1,38 triệu tấn, trị giá 3,54 tỷ đô la Mỹ. Xuất khẩu cà phê Robusta sang hầu hết các thị trường truyền thống giảm, nhưng sang Mexico, Hà Lan lại tăng mạnh. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa 11 tháng giảm 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, cán cân thương mại của Việt Nam trong 11 tháng tiếp tục xuất siêu 25,83 tỷ đô la Mỹ, trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu chỉ đạt 10,3 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh tiếp sức, một giải pháp giảm nghèo bền vững chính là khơi dậy sự chủ động, tự ý thức vươn lên thoát nghèo của người dân để hướng đến cuộc sống ấm no đủ đầy. Do vậy, thời gian qua, nhiều hộ nghèo được hỗ trợ vươn lên thoát nghèo và tiếp tục được tạo động lực khi mới thoát nghèo để không còn cảnh tái nghèo trở lại. Gia đình anh Trần Văn Hùng từng là hộ nghèo ở thôn An Hồng. Nguồn thu chính của cả gia đình chỉ trông vào mấy sào ruộng. Được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, vợ chồng anh đầu tư vào chăn nuôi. Chăm chỉ và chịu khó học hỏi kỹ thuật sản xuất, gia đình anh chị đã thoát nghèo vào năm 2021. Để không tái nghèo, tạo lập kinh tế gia đình vững vàng hơn, anh Hùng quyết định vay thêm vốn, mở rộng sản xuất. Mình thì đã thoát nghèo, mình không muốn nghèo lại để làm gì nữa. Thì nói chung là cái nghị lực của mình, thì mình phải cố gắng, chứ không phải để đi theo những con đường nó khó khăn hơn nữa. Ngân hàng Chính sách nó cho mình vay đấy, thì mình phải cố gắng nỗ lực để cây dừng lại. Sau khi thoát nghèo năm 2021, nhờ nỗ lực của bản thân cộng với trợ lực từ nguồn vốn ngân hàng, anh Nguyễn Văn Dưỡng ở thôn Khe Mụ, xã Sơn Hà đã quyết định đầu tư nuôi dúi. Qua khỏi trên mạng Internet và những người có kinh nghiệm, đàn dúi phát triển tốt. Hiện gia đình anh có thu nhập khoảng 100 triệu đồng mỗi năm nhờ nuôi dúi và 2 hectare quế. Vì là gia đình tôi cũng khó khăn cho nên là được hỗ trợ cái vay cái vốn của nhà nước ngân hàng đấy thì mới phát triển kinh tế này được. Đấy là một động lực chính. Nhưng còn không thì không có vốn thì cũng không làm ăn cái gì được. Từ đầu năm đến nay, Bảo Thắng có trên 4.000 lượt hộ được tiếp cận vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Nguồn vốn trợ lực kịp thời này cùng với ý thức tự giác, chủ động vươn lên của người dân đã giúp huyện giảm được 3,18% số hộ nghèo và hộ cận nghèo là 4,53% trong năm nay. Thì hầu như là các tổ chức hội ở cơ sở người ta rất là vào cuộc. Không phải là người ta cho vay xong người ta để đấy mà người ta cũng hướng dẫn, người ta cũng tập huấn cho hộ dân là mình nên làm ăn vào cái gì và nên đầu tư vào cái gì. Giảm nghèo bền vững không chỉ là giảm số hộ nghèo mà còn làm sao để người dân không tái nghèo. Do đó trợ lực tốt, định hướng đúng cùng với nâng cao nhận thức, phát huy nội lực của người nghèo là những giải pháp căn cơ để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những thị trường truyền thống, nhiều năm gần đây, người lao động đi làm việc tại nước ngoài có xu hướng tham gia vào thị trường lao động tại châu Âu như Romania, Ba Lan. Đây là cơ hội giúp nhiều lao động vùng cao đổi đời, thoát nghèo. Chính vì vậy, thị trường đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài ở Lào Cai năm nay có xu hướng tăng lên. Sau 6 tháng chuẩn bị các hồ sơ thủ tục, đến tháng 3 năm 2023, anh Triệu Phúc Lìn ở xã Lùng Vai, huyện Mường Khương đã được xuất cảnh sang Hàn Quốc. Tại đây anh làm công việc trong lĩnh vực chăn nuôi với mức lương khoảng 40 triệu đồng một tháng. Qua đây thì tôi cũng muốn nhắn nhủ với tất cả những cái thanh niên mà có nguyện vọng muốn thay đổi cuộc sống kinh tế gia đình ấy, thì cũng nên có phương hướng để sang bên này. Để thứ nhất là mình học hỏi được những cái kinh nghiệm của họ về mình áp dụng trong cuộc sống bên mình. Cái thứ hai thì mình đi kiếm được ít tiền về thì để trang trải cuộc sống cho nó
lên hơn. Huyện Mường Khương là địa phương có tỷ lệ người lao động đi làm việc tại nước ngoài nhiều nhất tỉnh, theo thống kê từ năm 2021 đến tháng 9 năm nay. Các lao động chủ yếu tham gia vào thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Đến nay, bằng nguồn vốn và kiến thức có được nơi xứ người, nhiều người đã khởi nghiệp thành công tại quê hương. Thì nói là những năm gần đây thì chúng tôi tăng cường cái công tác tuyên truyền, vận động và giới thiệu cho người dân nắm bắt được các cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như là kết hợp nối với các cái công ty doanh nghiệp mà được phép đưa người lao động đi nước ngoài đến để tuyên truyền mở các phiên giao dịch việc làm ở tại các xã và thị trấn. Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 17 tháng 11 năm 2023, toàn tỉnh có 188 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 94% kế hoạch năm và tăng 25 người so với cùng kỳ năm trước. Mức thu nhập dao động từ 15 đến 40 triệu đồng một tháng. Bên cạnh những thị trường truyền thống, ngành cũng tích cực tìm kiếm những thị trường mới có thu nhập tốt, phù hợp với năng lực để tăng số lao động được đưa đi làm việc tại nước ngoài. Chính vì vậy thì chúng tôi cũng đã có đẩy mạnh cái tuyên truyền để giới thiệu cho người lao động ở các địa phương có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì sẽ mở rộng các thị trường để người lao động có cái cơ hội tiếp cận tìm hiểu thông tin rõ hơn về các thị trường mà mình mong muốn đến. Và với các thị trường châu Âu thì người dân sẽ phải có trình độ, phải có tay nghề và đồng thời là cũng phải biết ngoại ngữ. Chính vì vậy người lao động cũng phải trang bị được cho mình những cái kiến thức cơ bản để khi đáp ứng cái nhu cầu của thị trường lao động một số những ngành nghề ở châu Âu như các ngành về cơ khí hay là những cái ngành về sản xuất thiết bị máy móc. Theo kế hoạch, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lào Cai phấn đấu giải quyết việc làm cho khoảng 61.000 lao động, trong đó có 3.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Để đạt được kế hoạch này, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm được các chủ trương, chính sách, từ đó tham gia thị trường lao động đi làm việc ở nước ngoài. Còn nửa tháng nữa là tới Giáng sinh. Thời điểm này, thị trường đồ trang trí Giáng sinh đã nhộn nhịp với nhiều mặt hàng phong phú đa dạng. Người dân cũng đã bắt đầu mua sắm, chuẩn bị đón mùa Giáng sinh năm 2024 an lành. Để đón Giáng sinh năm nay một cách ý nghĩa, chị Chu Nguyễn Thủy Dương ở phường Kim Tân đã quyết định tự tay làm vòng Noel treo cửa cùng với các con của mình. Từng đồ phụ kiện được chị tự tay chọn theo sở thích tại các cửa hàng bày bán trên địa bàn thành phố Lào Cai. Thì thấy ở chợ đang bày bán rất là nhiều mặt hàng trang trí Noel rồi. Không gian thì rất là rực rỡ và các bạn nhà mình thì rất là thích. Nên là mình đã có ý định là mua các đồ trang trí này sớm về để cho các bạn chơi cho được lâu ấy. Về giá cả thì mình thấy là cũng khá là phải chăng thôi. Nó phù hợp với túi tiền của mọi người. Nhưng mình thì quyết định là mình sẽ tự mua đồ về để làm thay vì là mua đồ sẵn. Tại vì là mình muốn cho các con có một cái trải nghiệm thú vị trong mùa Noel thì để các con có cái kỷ niệm ý là cứ đến Noel là mình sẽ được làm đồ trang trí. Còn chị Phạm Minh Thu ở phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai thì cho biết chị chọn mua quần áo Giáng sinh cho các con của mình bởi hàng năm hai con đều tham gia lễ hội Giáng sinh tại trường. Thực ra thì mình cũng tham khảo nhiều cửa hàng quần áo ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai rồi ấy. Thì nhưng mà khi mà đi qua thì thấy ấn tượng đập vào mắt mình là cái trang trí đề co của các bạn màu đỏ rất là xinh. Thế là mình cũng đang có nhu cầu thì là mình ghé vào xem mà thấy là rất hợp ý với mình. Mình thích mấy chiếc váy bồng cho bạn bé vì các bạn thích gu công chúa. Còn bạn nam thì chắc là mấy mẫu quần caro kẻ trơn. Trên một số tuyến phố như Lý Công Uẩn, Ngô Quyền, một số cửa hàng đã bày bán đồ trang trí Noel như cây thông, tuần lộc, phụ kiện treo cây thông, mũ Noel. Theo các chủ cửa hàng, đồ Noel năm nay khá đa dạng về mẫu mã, giá cả lại phải chăng, khoảng từ vài chục nghìn đồng trở lên. Ngoài việc chúng mình có những mẫu quần áo Noel cho các bé thì chúng mình còn trang trí cửa hàng những cái góc trang trí rất là xinh xắn để cho các bé cùng chụp ảnh, có những tấm hình xinh trong dịp cuối năm này. Ngoài các sản phẩm mặt hàng Giáng sinh, dự báo trong thời gian tới, các dịch vụ trang trí thuê ông già Noel tặng quà cũng sẽ nở rộ. Đây sẽ là cơ hội để nhiều người gia tăng thu nhập, tạo không khí vui tươi nhộn nhịp trong ngày lễ này. Thời lượng bản tin tài chính thị trường của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.